cố gắng mà ăn hết. Này thì bảo anh mua nhiều này, mày ăn hết đi. Ai đi được khổ không? Okay, với chú con mình là Linh đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một clip mình khá là đặc biệt. Mình sẽ cùng với một đứa em mình, đây là chính là thằng quay phim ấy. Mình sẽ thử ăn một cái món mà đây, đã từng một thời các bạn là làm náo loạn giới trẻ. Cũng phải thế hệ của 9x, tầm 9x. Nếu mà 2K ở lại đây thì mình nghĩ là còn biết thôi, chứ còn mấy cái món này thì ngày xưa. Đấy, ngày giờ mình cũng không để ý là nó còn bao nhiêu tiền một gói đâu. Nhưng mình nghĩ cũng phải khoảng 2-3 nghìn gì đấy. Ngày xưa nó cái này chỉ có 1.000-1.500 một gói thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái này, quay cay. Cái thứ hai là cái này đã bị ăn rất là ngon, mình thích ăn ngay lắm. Thực ra nó chỉ là đồ tàu thôi, nhưng mà bữa này nó làm ngon đấy chứ, biết là nó độc, nó hại, nhưng mà tốt nhất là mình khuyên anh em không nên ăn nhiều nhá. Thỉnh thoảng ăn thôi. Cá sợi Nhật Bản. Đó. Nó chia thành như kiểu một sợi mì ấy. Và cuối cùng anh em sẽ đến với mực Thái tẩm xé. Rồi, bây giờ đến cái giai đoạn quan trọng anh em ơi. Đây, đây là kho tàng của chúng ta. Đây, có được là 2 loại này, 3 loại này, 4 loại, cái này mình chưa ăn bao giờ. Cái này khá là mới này. Còn mấy món này thì đố anh có em là nhận ra không? Đó, cái này nữa thì mình thực sự là ngày xưa mình ăn kiểu ăn, nó có nhiều kiểu ăn lắm. Nhưng mà tí nữa mình sẽ thử chế biến một số kiểu cho anh em ăn cái món này. Cái này gọi là que cay nhá. Ngày xưa mình ăn ấy thì ăn kiểu bốc đơn ăn vã rồi. Kiểu là mua về cái là xé ra ăn luôn, tức là chó hết vào mồm. Hoặc là có thể để anh em dùng cái này cho vào chảo mỡ ấy, xong rồi rán lên rất là giòn mà ăn ngon vãi cả trường luôn. Truy kích nó gọn vào. Hôm nay không phải ngày của truy kích. Cái đi. Rồi, mình sẽ chế biến từng món một. Đây của mình có mấy cái đĩa. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái món này trước. Đây, món này một thời nhá, cái hồi cấp 1 mình cũng phải hơn chục năm nay rồi. Thì hồi cấp 1 mình có mua, cái mẹ mình cho tiền ăn sáng, mình chỉ mua cái này để ăn, mua tất cả tiền để mua ăn cá cay, cái gọi là cá cay. Nhưng mà theo một số thông tin thì cái này nó không phải là cá cay, nó làm bằng củ cải hoặc là có thể gọi là giái mít. Không biết em bên nào biết giái mít không, nhưng mà cũng hơi hoang mang một chút. Không sao, ăn đi không sao, ăn đi không chết được. Để chúng ta sẽ đến với món đầu tiên. Quân, bao đi Quân. Bóc cái món này ra. Này, mình sẽ để cho thằng đệ mình bóc. Mình xé nhé, bình tĩnh cho em. Ui, sợ. Mà, đừng một góc kìa mọi người. Nhìn cái đĩa này, mình dùng cái đĩa hơi to rồi, mình nhìn thấy nó gói nó to. Ok, tiếp tục, xé đi, xé nốt đi. Ngửi mùi thì nó rất là, cái loại này thì cái nào cũng có ớt cả. Bọn này nó tra ra vị rất là ngon. Mình không biết nó là củ cải hay là củ cà ấy. Được chưa? Đây, sau 2 gói này, 2 gói thì chúng ta được cái đĩa này. Anh em đây, mình sẽ thử. Em ăn răng này. Ăn thử, cái răng á? Em đi xuống miệng. Đâu xuống răng nào. Bóc cà cay thì gãy bố răng rồi. Bái rồi. Được rồi, đi. À, phụ tá của mình mà khổ thân. Đây, từ đi. Là thằng này nó bổ, các bạn nhìn này, tức là nó bổ dọc, nó dọc theo cái quả. Là sau bổ thì bổ ngang cái quả ra chứ đừng có bổ dọc này. Ôi, nhìn nó úi dồi ôi, hơi ít cả cay đâu, nhưng mà nhìn chanh nó thêm. Ấy, ngày xưa thì nếu mà anh em ăn kiểu là quý tộc hơn một tí thì anh em cho một ít chanh vào, gọi là vị cực thơm. Đây, thử đi em. Đây, ưu tiên thằng em gãy răng. Nào, ăn đi. Làm miếng nữa thôi nào. Cảm giác nào? Có sót không? Đừng có nhai bên gãy răng nhá. Ngon không? Thế thế nào, cay không? Chua, vừa cay. Đây, mình sẽ làm miếng. Bao nhiêu năm, hơn chục năm nay mình, bây giờ mình mới động về cái này đây, thật sự luôn. Nhưng mà nói thật anh em một lần nữa là đừng bao giờ ăn cái này quá nhiều nhá. Đừng cứ kiểu ăn thay đồ ăn sáng như mình nhá. Nó rất là độc đấy. Thì thoảng ăn, nói chung mình ngày xưa ăn thì kiểu ăn lại để cho nó nhớ thôi, nhớ vị thôi. Có rượu, có cái không có rượu.
Ừ, ngon ăn đi. Mạnh đi. Từ đây ăn mẹ hạt chanh nhé. Rồi chúng ta đến với chuyên mục thứ hai là kính gà. Đồ nói là kính gà vậy thôi anh em ạ, đồ tàu thế này. Thực ra mình nghĩ nó là chỉ là cái bột mì xong rồi nó nát 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 kiểu gì, nó giống như mình lúc đầu mình nhìn nó kiểu nó giống cái bàn tay như thế này kiểu vậy. Đấy. Đấy. À, có đạo cụ rồi không sợ gây răng. Cắt đi em. Cầm kéo rồi ạ. À. Ui đây. Lúc đầu mình nhìn nó không khác gì cái bàn tay, mình nhìn nó không hề không phải là cái bàn tay là cái gì. Ui này có đĩa luôn, không phải, một đĩa đầy luôn này. Đấy anh nhìn này. Đấy nó không khác gì là cái bàn tay rồi cái giống kiểu cái bao tay hơn. Cái này thì anh em ăn sống thôi, không phải cho gì vào cả. Cái thế mà ăn thử đi. Sao thử cố gắng bê cái đĩa. À nghe nó giòn giòn này. Làm việc này. Rồi sorry anh em chứ thật sự là lâu lắm rồi vì quay trở lại với món ăn là tuổi thơ này. Ngon rồi. Đoạn này thì nó không cay, nó chỉ ngọt ngọt xong rồi. Cái pin nó hay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái món này. Cái này thì mình có cực kỳ nhiều anh em thích loại ăn cái loại này. Nhưng mà từ khi mà người ta cảnh báo là cái rất là độc hại với cả làm bằng lốp xe các thứ thì cũng sợ rồi. Để làm sao đây? Bóc đi em. Cắt đi. Đây thì có thể dán ấy nhưng mà thôi mình lười á. Có một gói dán chả bỏ. Thì khi khác anh em mà thích thì mình sẽ làm dán thôi thử xem. Ui, đây gọi là que cay nhá. Ăn cực cay luôn, nhưng mà càng cay thì càng thích ăn. Em biết đỡ đi. Có loại như kiểu là gãy ngũ không này, gãy như ý các thể loại. Rồi, cầm lên. Ui, ăn đi. Nhìn nó ăn ngon lành ấy, nhưng mình thật sự là mình hơi sợ ấy. Lọc cái. Vị cái này gọi là cái cay nhất. Trong từ nãy giờ cái loại này là loại cay nhất. Nhưng mà mình thấy nó vị hơi khác chút, ngày xưa nó hơi mềm mềm mà nay thì nó mình cảm giác nó rất là ấy luôn, giòn, cực kỳ là giòn. Cái đĩa này hay vãi. Ngon phết, nó dẻo lắm. Cái này mới đây là mình nghĩ là anh em nhà là cấp 1, cấp 2 nó hay ăn kiểu này. Được. Cái này nó chỉ có vị cá thôi, chứ nó không hề cay, nó cho vị gì mình nghĩ là khá là an toàn đấy. Bởi vì thường thường mấy đồ Trung Quốc nó sẽ làm cái vị nó đặc trưng hẳn. Còn cái này thì gần như là nó chả cho gì cả. Dễ ăn. Rồi món cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là mực. Mực thái tẩm xé. Cái đấy mang nó có cái khung, may quá. Mình mang đủ cái đĩa. Mình sẽ thiếu đĩa này. Cái này mình nghĩ là đắt nhất này. Cái này cũng có tiếng Việt đây là khi mà bạn đã đến xé luôn cái này. Ok này, cái hộp này mình cảm giác nó gần gần như kiểu cái gì nhỉ? Khô gà, cái sợi của nó như này. Ok, chờ đây, tôi thử ăn thử nào. Cái ngon cực. Mình không biết là có phải mực không, mình nghĩ không phải mực không. Nhưng mà cái vị rất là ngon.
cực kỳ thơm, thơm phùng phùng. Thơm phùng phùng. Có gì biết đâu. Đây, chúng ta sẽ thử món này. Thử cay nó chua này. Chấm chấm nước. Nhìn, nhìn nó chanh nó chảy này. Thế cái này rất ngon, cho chanh ăn ngon cực kỳ luôn. Anh em mới quay cây để phụ tá đã để cho mày ăn từ nãy giờ rồi, bây giờ mày quay cho anh mà mày có vẻ ăn ké. Cái này giòn sẵn rồi nên mình nghĩ không phải rang. Ngày xưa nó mềm đấy, là rang lên hay xào lên rán nó lên thì nó ngon, chứ còn bây giờ nó giòn rồi, không cần thiết một đĩa luôn. Cay quá. Cái vị cực ngon. Cái nữa. Mực xé. À, đây là cá hồi. Xé cá hồi, vị cá hồi. Vị cá nữa. Cay chưa? Rất là bảo không cay. Cái này không cay. Đây có đây mực. Đây, nhìn vào thấy mực không? Đó. Tiếp tục quay. Rồi, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Thật sự là đây là một clip nó chứ không phải trở về tuổi thơ thôi. Và nhớ lại cái thời mà huy hoàng. Cái thời mà lúc đấy cái đồ ăn vặt em có này thôi mà đã gọi là thích lắm rồi. Thế rồi đấy, nhiều niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi mà có tiền mà mua mấy cái này. Quay em xem thế này đừng quên like của mình, cay quá. Chúc em mọi người vẻ nhớ like nhá. Bye.